Run admin. Rồi. Xong nói sớm. Xong nói sớm. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Tết này chuẩn chưa? Bi Quảng chuẩn chưa? Tết này chuẩn chưa? Là sao? Đổ được chưa vậy? Chấm. Trời ơi. Cái đi con mẹ thề luôn câu chơi như thế á. Đây đấy. Bạn có thể sử dụng tên này. Khi xác nhận thay đổi, bạn sẽ sử dụng tên sau. Ơ? Đây này. Như này mới được. Bây giờ mới được các bạn ạ. Bây giờ mới được. Anh Quang ơi, à, ở huyện nào, ở Hà Nam vậy ạ? Anh ở Lý Nhân em ơi. Đó, bây giờ mới được nè. Trời ơi, hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Bi Quảng, cách đây thế, cách bình thường nè. Đây, quay lại cho các bạn xem. Trời, huấn luyện viên Bi Quảng. Bây giờ là mình sẽ đổi phòng thay đổi. Chúng ta sẽ đổi đội. Đó. Logo. Chúng ta sẽ đổi sang logo của đội tuyển Bỉ. International Belgium. Đấy, lưu. Chúng ta sẽ đổi đồng phục. Đồng phục thì đội Chelsea này tạm thời rời xa. Thì chúng ta sẽ đổi em ở chính Lý Anh nhé. Tết anh có về ca lên Vĩnh Trụ chơi mặt cười. À, không, anh không. Anh về anh ít khi đi chơi lắm em ạ. Sân nhà. Sân khách. Rồi. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Đấy, sân nhà, sân khách. Rồi. Lưu. Xác nhận. Bóng thi đấu. Bóng thi đấu thì mình sẽ chọn bóng Adidas World Cup 2022. Có bóng World Cup không? Ờ. Không có bóng World Cup rồi. Tôi nhớ là tôi tưởng là có bóng World Cup chứ nhỉ. Ui. Không có rồi. Đây bóng này giống bóng bọn tôi đá ở sân Giáp Nhất này. Bóng Premier League năm ngoái. Bóng cá mập. Rồi, lấy quả màu vàng ấy đi. Quả màu vàng ấy nhìn có vẻ dễ đấy. Rồi, quả này đi cho đẹp. Đeo gì. Bóng đeo nó chả được. Quan trọng đeo gì. Đúng không? Rồi. Anh treo cộng 3. Đây này, 6 ông treo rồi cái đít. Vãi luôn. Bạn phá lồn treo phát lên 6 luôn à. Cái khiếp. Merton này, ai có ông Merton thì bán tôi. Doku nữa. Tôi đang cần ông Doku để làm dự bị này. Ai có bán tôi với.
Ai có bán tôi với? Tôi cho nó vào dự bị. À đây thôi. Hai ông này cho đá chạy được không nhở? Cho đá chạy cánh được không nhở? Đéo biết chạy được không nữa. Trong chỉ số chạy có vẻ thấp lắm, đang thua. À, nhanh, ngon. Mơ tần nhanh. Casaco U21 này chắc là cút. Còn ông Dembele này hơi chậm. Dembele này chậm hơn. Rồi, khá nhiều tiền đạo rồi đấy. Bây giờ là mình... Ogi, ông này cũng ok. Ông này thì dự bị cho Kevin nhờ. Dự bị cho Kevin hợp lý. Ông này dự bị cho Thurden Hazard hợp lý. Ông này dự bị cho Thurden Hazard là hợp lý này. Ông này dự bị cho Eden Hazard. Xong rồi đấy. Đủ rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ chỉ là mình sửa lại hai cánh thôi. Mua được cầu thủ ngon hơn thì mình sửa lại hai cánh thôi. Chuẩn chưa? Chiến thuật đội này. À từ từ đã. Phải đập mấy ông này xuống đã. Đập cộng đi lại lên cộng 7 luôn đi, vãi lồn. Đập xong nó lại nổ lên cộng 7 luôn nữa thì thôi đấy. Chịu. Trời ơi. Về ba như này làm sao đập xuống? Nay mà lên 9 nó mới buồn cười đây này. Đập ông này mà lên 9 nó mới buồn cười đây này đi ạ. Lại phải đi mua một ông khác đấy. Đập ông này lên 9 là phải đi mua một ông khác ngay lập tức. Cười ỉa luôn đi ạ. Lên còn đéo gì nữa. Tưởng lên được 9 thì... Cứ tưởng lên được 9 thì... Lên 4 màu fuck. Ok rồi đấy nhở? Ok rồi đấy nhở? Chỉnh chiến thuật thôi. Chiến thuật đội Bi Quảng. Rồi. Lưu. Để nó đã tự do hết đi nhở? Cho bọn này đá tự do đi nhở. Lối chơi tự do đi. Gây áp lực thấp thôi. Khoảng 30 thôi. Tự do luôn. Tổ chức à? Rồi thì cho tổ chức. Tấn công tổ chức luôn. À công, tấn công thì cho tự do không? Tấn công là tổ chức hay tự do? Tổ chức hết à? Thế ở dưới là bẫy Việt Vị. Thông số như này ok chưa?
Ta cánh anh đầu là cũng có đấy. Luaku mà. Thông số thế này ok chưa? Cần chỉnh thêm gì nhiều không? Thủ tự do à? Ừ, anh nghĩ thủ tự do hợp lý hơn đấy. Để bẫy Việt Vị ngu lắm. Để bẫy Việt Vị nhiều khi anh đi bạn đéo làm việc gì đâu. Ờ, bẫy Việt Vị ngu lắm, nhiều khi là đéo bẫy được ấy chứ. Bẫy Việt Vị nhiều khi là anh em đéo bẫy được luôn. Ờ, áp lực, gây áp lực tăng lên một xíu nữa đi. Gây áp lực quá nó sẽ dâng cao đấy. Tầm 40 thôi là đẹp, 50 là cao quá. Lối chơi là phải có tổ chức. Truyền nhiều lên. Đấy, truyền nhiều lên. Tốc độ trận đấu khoảng 35. Nhịp độ trận đấu đá khoảng 35 là vừa rồi. Đấy, tôi nghĩ là như này là hợp lý. Chiến thuật đơn đây này. Không tham gia tấn công. Công 3 thủ 1. Công 3 thủ 1. Rồi, rồi. Chắc chắn là không tham gia tấn công rồi. Hai ông này thì chắc là để cơ bản. Lukaku xẻ nách chạy chỗ. Hai ông này thì sao? Chọc khe. Hai ông này xâm nhập vòng cấm không? À, hai ông này xâm nhập vòng cấm không? Tốc độ đá chậm V xếp. Hai ông này cũng xâm nhập luôn. Hay là bám biên? Thường không chỉnh, chỉ để nó mỗi cái là chọc khe thôi. Ông này thì chắc chắn là xâm nhập. Ông Kevin này xâm nhập vòng cấm không? Hỗ trợ phòng ngự cơ bản thôi. Ông Kevin này chắc chắn là phải để xâm nhập vòng cấm này. Xâm nhập vòng cấm. Cầu thủ tự do. Đó, còn cái này hỗ trợ phòng ngự để cơ bản. Còn hai ông này để cơ bản đúng không? Hai ông này để giữ vị trí. Đấy, giữ vị trí, được chưa? Chuẩn chưa? Hôm nay để 3 đi. 3. Rồi. Truyền tốc độ trận đấu cao lên một xíu, 50 đi. Truyền cho lên khoảng 55. Đấy. Tấn công truyền bóng tăng lên khoảng 45. Thế thôi. Đấy. Chuẩn chưa? Này ông Kevin này có cần phải xâm nhập không nhỉ? 2 CDM 13 với thềm DB một nữa a ơi. hai CDM 13 với lại cố gắng cắt các đường truyền đấy. Bây giờ mình có phải đá thử thì mới biết được, đá thử thì mới biết được. Áp lực 30 đi. Cự ly đội hình. Như này là bó vào giữa này. Đi đội hình 35, ok. Phải đã thử một trận thì mới biết được. Đâu có nhỉ? Xếp hạng. Không đá với lại các tôi sẽ không đá với lại các đội tuyển ở trong team đâu. Bởi vì là đợi đến giải rồi đá. Mình phải đá thử một trận xếp hạng thì mình mới biết được. Xếp hạng địch bạn thế giới 3 à? Thế giới 3, tôi đéo sợ. Đéo sợ. Sợ gì? Ai quên. Vai trò Cam cô để gì hết hai cánh SC 1 Teradium 1 à? Từ đã để anh thử xem.
Fernandi, đội trưởng là Kevin De Bruyne. Đấy. Đá pen, pen là Kevin luôn, phạt góc trái Kevin luôn, phạt góc phải Kevin luôn, sút phạt trái Kevin, sút phạt phải Kevin, sút phạt trung bình Kevin. Một mình Kevin làm hết. Một mình Kevin làm hết cho tôi. Đệt mạ. Lương 22, lương 23, chắc là thằng thằng Zanetti cáp về đá hay hơn đấy nhỉ. Con mời chú nhá. Ờ mời đi. Chú xong chưa? Xong rồi. Chú đập cộng 1 hết chưa? Hết rồi. Đây. Rồi. Đi vào. Vô đi chú ơi. Ok. Lắc à? Đúng rồi. Ừ. Đỉnh mẹ. Rồi. Bi quảng. Hoảng quá. Vào đi chú ơi. Đợi 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 đi. Yo 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 yo. Ui dồi. Ta mong như cơn gió ngủ mơ trên mây. Ta bay đi nơi có bình yên đêm nay. Ta mong cho tâm trí quên đi tháng ngày. Khi ai ta đã sống trong những đắng cay. Cơn gió lao thật nhanh trong màn đêm tối, để chạy trốn những phiền lo trong đầu lẻ loi. Cần hơi ấm đôi vòng tay vẫn hàng đêm vội. Một vì đắng ta dần đi nhạt nhòa trên môi. Còn lại gì mới? Từng kỷ niệm đang rơi, dù cứ ngày đôi mươi, chẳng cần mang cả thế giới. Trong cơn say anh đã tin vào. Quên chưa đổi áo đấy. Ok chưa? Rồi thử đá phát lên vào. Đẹp quá. Cà phô. Trời, đội chú trông mạnh thế. Sống mặt quá đấy. Sống mặt quá đấy. Đi cứ mẹ khỏe thế. Crepo ạ. Ôi giời ơi. Ibala. Sại thế nhá. Đây rồi. Tạm đi. Paulo Dybala. Youtuber. Tốc độ của Youtuber. Youtuber. Chạy làm sao được. Chạy quang đội gì được? Nhỉ? Tên thì chú Embolo. Chạy đi. Rất tốt. Chạy đi. Quang bỉ. Thêm chữ ổi vào nữa của quang. Ok ha. Messi! Su! Hu! Messi lại su. Ờ, Messi su. Paulo Dybala. Ôi trời, mẹ vị rồi. Đẹp quá, Witzel. Việt vị có cần phải chém nó như thế không? Chuyển lại cho Hazard. Thế thôi chạy. Basuki chạy chỗ, chuyển lại cho Hazard. Vẫn là Hazard. Cầm bóng rất chắc. Ừ, đánh Hazard. Hoa. Vẫn là Hazard. Basuki. Những pha ban bật khá đẹp mắt. Dạ sút thôi. Sút thật này. Đánh cho. Đánh cho. Mượt đấy. Basuki. Dybala. Dybala. Sút. Trời ơi. Chạy nhanh thế nhở. Dybala. Tam sư mắn. Chạy nhanh thế nhở. Hay rồi. Chết dở rồi. Anh ta rất rất lạnh lùng. À, cũng sút được cái đây. Cả cây gương phết sao? Hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Khởi đầu bao giờ lúc nào cũng khó khăn. Mệt quá. Đường truyền quá thông minh. Không chưa? Đúng rồi. Mẹ sao thế? Kèm vậy. Khởi đầu lúc nào cũng sẽ có khó khăn. Ở đây là ra. Về đây các đồng người đồng đội ơi. Di Maria, Di Maria chân chân đổ chân xịt không đá. Hai anh em phối hợp với nhau được cái chứ. Dễ. Mày, ok ạ. Gôn bên này mà. Đánh lệch phải đều quá. Không cần hạ ra. Vâng. Kevin và Brian. Úi dồi ôi. Không cần hạ ra. Làm thế nào để chạy. Đấy rồi. Đang cố gắng để chạm vào bóng. Sút đi.
Ô kìa, mẹ sút hết vào kìa. Hai nhà mỗi người một bàn. Mỗi thằng làm một bàn thôi. Mẹ đá sút nhất cộng 8 ấy nhở. Sút ạ. Uầy, cho con xem. Mùa lâu lâu em không ngon à? Ở thế à? Không thể. Cái mùa gì? Tốt lắm. Tôi không chắc là chứng tỏ là sút xa được không. Nhưng ai quan tâm nhỉ? Anh đã chứ không phải là không. Nhìn sủa. Anh trưởng. Anh trưởng đá như lâu. Sút xa được chứ. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Ơi. Như cúp. Thăng hoa rồi, đội tuyển Bỉ thăng hoa. Michi, Bacchio. Ấy. Ấy. Thật tuyệt vời. Mẹ mày kìa. Họ vệ mình chạy kém thật đấy, điệp mẹ. Bắt sai gì? Chỉ là nhắc nhở. Tỷ số hiện tại là 3-1. Ừ, hàng thủ hơi tù các bạn ạ. Hàng thủ chạy yếu quá. Không hề. Paulo Dybala. Do vị huấn luyện viên của đội tuyển Bỉ có một chiến thuật tấn công. Messi. Nào, bớt mõm. Bật rất tốt. À, Messi chân phải ăn lồn thôi. Cái gì đây? Tay to quá, để được ép thành lúc đề. Ai. Trận đấu tiếp tục. Kìa, lại thế. Đi sủa. Đi vào lại. Averro thì phải đá như một tiền đạo vậy. Messi. Messi chạy kìa. Đánh luôn. Dạ. Ô ra. Hay quá. Ok. Vẫn con. Hết rồi. Basuji. Vẫn con. Sao mà chưa được nữa? Trời ạ, ông Basuji để truyền hơi lởm. YouTuber khác. Phải chuẩn bị con kéo người rồi. Basuji. Ây. Sao lại bấm nút truyền? Quên mất, tí nữa phải xem đội tuyển Bồ Đào Nha. Chưa xem đội hình đội tuyển Bồ Đào Nha nữa. Thế bảo cũng mạnh lắm. Hiệp 2 của trận đấu ở Anfield xin được bắt đầu. Dù bơ. Đó. Ôi. Thì muốn cất lại dù bơ. Kìa, bị đánh rồi. Bắt đầu là hiệp đấu của những thể lực. Ơ. Ơ kìa. Đánh trời ơi, cầu thủ. Ever Banega. Úi giời, cái gì đấy? Ôi may quá. Chuyển thế cũng được luôn mà. Embolo! Basuji, tốc độ của Basuji. Vẫn là tốc độ của Basuji. Hay quá Basuji ơi. Ơ kìa, sút đi. Cửa lòng. Mai anh ấy đã bỏ lỡ đó. Mai sẽ phòng nha. Ok ạ. Okay. Tại góc. Kìa. Góc mà. Tevez đã ớ nhưng mà tôi chưa mua được. Tôi chưa mua Tevez anh em ạ. Tí nữa thì siêu phẩm nữa rồi. Ok. Mẹ vừa bảo xem quả siêu phẩm của Hazard ở trận trước mà không xem rồi. Trời ơi. Hernan Crespo. Ui. Kịp luôn mà. Chết này. Kịp cả phù luôn mà. Hay quá. Anh ta Basuji. Một mình Basuji. Có cơ hội. Michi. Trời. Đúng chịu rồi. Tham. Mẹ ba thằng hậu vệ đéo đuổi được mà. Mẹ hậu vệ yếu vãi lồn. Không phải đâu chú ơi, do thằng Basuji. Thằng Biên. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Các trả là phách. Ba trả bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Phách thôi. Ôi. Em đánh đầu đó. U địt mẹ Messi đánh đầu thì sao mà vào. Đội này hơi lùn chú ạ. Anh ấy có thể sút.
hơi lùn này. Ôi ơi, thế mà vẫn sút được ạ? Của Dybala. Dybala quá. Phoi đá CB á. Nhưng khi bạn ghi được hai bàn thì đó là một điều đặc biệt. Một trận đấu hấp dẫn, tỷ số là 3-2. Ấy ạ. Không, tôi chưa biết thủ rồi. Tôi chưa biết thủ của hàng bảo vệ. Michi Batshuayi. 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 Cầu thủ đã làm rồi. Hay là đi làm tóc giống Batshuayi nhỉ? Tóc phải đẹp phết. Trận đấu sẽ có thêm hàng công thì ok rồi này, hàng thủ thôi. Thủ nó cứ yếu yếu cái gì. Chấm hết rồi Tùng Béo ạ. Ba nho. Thôi xong rồi. Javi Zanetti. Nainggolan. Ba nho. Batshuayi. Eden Hazard. Chuyệt. Ồ vẫn còn. Chuyền bóng lại. Đây rồi. Pha chọc khe chính xác cho Aza. Ui. Mẹ mày thì hậu vệ ngu thật. Vâng, ôi phối hợp vãi luôn. Không tin được là đội tuyển mì của chúng ta. Dứt điểm đẳng cấp. Thủ môn không có một cơ hội nào trong tình huống này. Bóng đi ngay vào góc dưới khung thành. Đếm ngược bắt đầu. Chúng ta chỉ còn 9 phút. Hậu vệ nó cứ chạy đi đâu ấy. Hernan Crespo. Chúng ta hãy cùng đi tìm nhà vô địch. Không cần phải tìm đâu xa. Batshuayi chạy được. Chắc chắn là chạy được. Batshuayi. Batshuayi ui. Cao thủ to cao nhất trên sân đều đã tập trung trong khu vực 16m50. Batshuayi. Và anh ấy đã ghi bàn bắt đầu. Agen rất lùn. Agen rất lùn. Chúng ta hãy khai thác. Không kéo vào bóng rồi. Quả của Bill. Hattrick vô cùng tuyệt vời. Đây đây. Nhà với rất nhiều niềm tự hào. Hattrick cho Batshuayi. Trận đấu một chiều. Okafor. Yes. Give to the hope man. Và đây là cú sút. Thủ môn đã bắt được bóng. Dybala sút kinh thế nhở? Các tình huống thành góc thế này thì nguyền chẳng kém. Biết rồi. Biết đội này phải đá nhà. Và đây là cú sút. Bóng văng ra, thủ môn đã. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Dạ. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Ui da. Ever Banega. Dạ. Không may ơi. Dạ. Chelsea sa thải Thomas Tuchel rồi. Ờ. What? Ờ. Hôm qua thua Zagreb thì sa thải. Thua sa thải luôn đi. Vừa đọc tin mà bất ngờ thật sự ạ, sa thải luôn. Vãi bỉu. Tiêu là C1 mà đâu phải ngoại hạng Anh đâu.